Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu máy giặt cửa ngang của Samsung, dòng máy giặt có số ký là 13 ký và có giá thành rất rẻ mọi người nhé. 13 ký mà giá thành chỉ rẻ như là dòng máy giặt 10 ký mà thôi. Hôm nay sẽ có một con máy giặt cửa ngang Samsung ký hiệu mới của năm 2022. Em đang kê ở góc phía bên này, màu sẽ là màu trắng. Về ký hiệu sẽ là VKVK13T504DAV kép sổ chéo SV các bác nhé. Đây chính là con máy giặt của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vài phút video về dòng sản phẩm này mọi người nhé. Hiện tại thì sẽ có màu trắng. Màu trắng thì các bác có thể lựa chọn thêm một con nữa, một con giống hệt như con này, nhưng nó là màu đen. Giá của nó sẽ chênh nhau khoảng độ hơn 1 triệu đồng. Thì con này với cái tầm giá dưới 12 triệu đồng, các bác sở hữu được một con máy giặt 13 ký cửa ngang mọi người nhé. Con này sẽ có những chức năng gì? Người đầu tiên, ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy cái bảng điều khiển này. Bảng điều khiển thông minh và bảng điều khiển là bảng điều khiển AI. Mất hơn nữa em sẽ chỉ cho một cái bảng điều khiển này nhé. Với kiểu dáng thiết kế 13 ký thì chắc chắn nó sẽ to hơn các dòng máy giặt khác rồi. Với con này là 11 ký thì các bác cũng nhìn thấy này. Nó nhỏ hơn con 13 ký một chút đỉnh ở phía góc ngoài này mọi người nhé. Với chiều cao của nó vẫn sẽ là 85 và chiều mặt trước là 60. Chiều sâu của nó sẽ là sâu hơn là 65 cm. Tức là nó sẽ sâu hơn các dòng máy giặt thông thường là 6 phân mọi người nhé. 6 phân. Ở phía mặt trước của nó sẽ phủ một lớp màu trắng. Màu trắng rất là đẹp. Rất đẹp mọi người nhé. Và giúp cho chúng ta sáng phòng hơn. Phía dưới là cánh cửa màu đen. Cửa này thì được trang trí cửa một lớp kính. Một lớp kính. Kính này rất là chắc chắn mọi người nhé. Đấy, kính chịu lực. Và phía bên trong là lồng giặt. Đấy, lồng giặt màu bạc. Mạ kim cương. Mạ bạc này. Chống han rỉ. Chống ăn mòn. Là bằng thép không rỉ mọi người nhé. Phía bên ngoài là một vành. Một lớp cao su. Cao su này là lớp chống được kháng khuẩn. Và chúng ta sẽ vệ sinh cái vòng đệm này. Khi mà nó có bụi bẩn bám vào, các bác vệ sinh thì nó sẽ tránh được là mùi trong quá trình sử dụng. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy cái phần ký hiệu của máy thì nó được dán ngay phía mặt trước như này. Với số đây là số model và số series. Với số ký là 13 ký. Dưới cùng thì các bác sẽ có thêm một nơi để mà xả nước ra. Đây xả nước ra đem dán vào thôi. Đây là khu vực mà các bác muốn cho thêm nước giặt, muốn vệ sinh. Các cái khu cặn bẩn thì nó sẽ bám ở phía dưới cùng này. Đây ạ. Nó sẽ bám ở dưới cùng này các bác nhá. Các bác chỉ ấn là cái nó ra. Và phía trong này nó có một cái khu vực xoáy này. Mắt xoáy ra thì ở trong này nó sẽ chứa những cái cặn bẩn, sơ vải, nó nằm ở trong này hết này. Thì chúng ta thường xuyên vệ sinh hàng ngày. Xuyên các bác vệ sinh trong định kỳ thôi, tầm độ một tuần hoặc nửa tháng các bác vệ sinh. Thì những cái phần sơ vải, những thứ nó sẽ nằm ở trong này. Và mọi người nếu mà muốn cho thêm đồ giặt trong quá trình sử dụng thì các bác tạm dừng máy và bỏ cái vòi này ra. Cái vòi này và các rút cái đầu này ra, xả hết nước đi. Và sau đó thì chúng ta gắn vào. Thì như vậy thì nước trong cái phần trong lồng này nó sẽ xả hết ra thì các bác mới mở được cửa mọi người nhé. Chứ không mà trong quá trình sử dụng mà đang có nước các bác mở ra nó không mở được mà trào ra ngoài. Mọi người phải xả hết ở dưới trước. Đấy, ok, thì là đấy là phần sơ qua phía dưới rồi. Còn cách sử dụng của chúng ta sẽ như sau. Đầu tiên là chỗ này chúng ta để nước giặt, nước xả và bột giặt mọi người nhé. Phía bên này chúng ta có màn điều khiển là quan trọng nhất của cái máy giặt này. Máy giặt này sẽ bỏ hết cái phím thông thường ở đây. Đấy, những cái chức năng cơ bản nó sẽ nhảy hết vào phía bên này. Dòng này thì sẽ đi kèm cho các bác là 20 chế độ giặt và xả. Giặt xả rất nhiều các loại quần áo khác nhau. Đấy, các bác nhìn thấy này, đồ hàng ngày này, đồ giặt nhà, đồ nhiều mây này. Đây là chế độ chỉ xả và vắt thôi. Đấy, thoát nước, vệ sinh lồng giặt, giặt cốt tông, vải lanh giặt nhanh 15 phút, giặt cốt tông này, giặt đồ mặc ngoài trời này, giặt đồ thể thao, đồ màu, đồ len jean, đồ trẻ em. Đấy, giặt siêu nhanh và rất nhiều các cái chế độ khác. Cái này thì các bác sẽ nhìn thấy là có 20 chế độ khác nhau. Đấy. Nếu mà mọi người muốn sử dụng một chế độ nào đó. Đây, thì sử dụng bật đó thì các bác đem sẽ tắt đi bật lại cho các bác xem nhé. Đầu tiên này các bác sẽ bấm vào nút nguồn này. Nó sẽ báo là mọi người sẽ nhấn vào phím này. Đấy, các bác phím này giúp em. Các bác đợi một lút, các bác bấm vào. Khi vào nó vào được chương trình thì các bác mới sử dụng được. Đây là bảo hoàn thành chế độ AI.
Ok, thì đây là toàn bộ chương trình mọi nhá. Ví dụ các bác muốn giật chế độ giật nhanh hoặc là giật e cốt tông đi thì mọi người sẽ điều chỉnh một cho em là điều chỉnh nhiệt độ đây. Đấy. Giật nước lạnh, mọi người không muốn giật nước nóng thì các bác để chế độ cho em giật nước lạnh thì nó sẽ nhanh hơn. Tùy độ quần áo, tùy cái độ đồ quần áo của các bác là đồ gì thì các bác sẽ chọn giật nước nóng mọi người nhá. Còn không thì các bác cứ để giật nước lạnh này cho nó giật nhanh và đỡ hại quần áo. Tiếp đến là chúng ta có điều chỉnh mực nước. Đấy, mực nước của chúng ta này, tùy quần áo rồi nhá. Cái này các bác điều chỉnh làm sao cho hợp lý. Hoặc đâu là nó sẽ tự cân quần áo nó để vào cho rồi. Phía dưới này chúng ta có tốc độ vòng vắt. Tốc độ vòng vắt của chúng ta thì các bác nếu mà chúng ta không muốn điều chỉnh thì chúng ta chỉ để không, nó chỉ thoát nước và không vắt thôi. Đấy, các bác phải điều chỉnh lên. Chúng ta thường thường máy giặt cửa ngang các bác để 1000 là hợp lý không? Ở phía bên ngoài này chúng ta có thêm một cái bàn tay. Đây là chức năng thêm đồ. Đấy, hoặc là thêm chương trình. Các kích vào đây và xoáy phím này, là bảo xoáy này. Đấy, ví dụ như trong cái chương trình e cốt tông đấy các bác muốn giật thêm là giật sơ thì các bác bấm vào phím còn tròn tròn ở dưới này. Em thêm vào nhá. Để các bác kích vào đây. Nó kích hoạt lên cái chế độ mà giật sơ, hoặc là các bác muốn thêm chế độ giật ký nữa, các bác cũng thêm vào đây. Đấy, các bác cũng sẽ thêm được. Ví dụ các bác muốn thêm vào ngâm bong bóng thì các bác cũng sẽ thêm vào đây được. À, cái này nó không hỗ trợ mọi nhá. Chương trình nó không hỗ trợ. Thì các bác sẽ không và không sử dụng được. Đấy, tùy vào cái mà các bác chưa thể sử dụng được mọi nhá. Thì không thì các bác muốn tắt cái đi thì các bác cũng ký vào đây thì nó sẽ tắt cái chế độ đấy đi. Đó, sau ok rồi thì các bác sẽ bấm nút stem này. Đấy, thì chúng ta sẽ xác nhận và chúng ta sẽ bấm nút play để khởi hành. Dòng này thì sẽ đi kèm cho các bác hai ngôn ngữ, đó là tiếng Việt và tiếng Anh. Thì đây em đang sử dụng tiếng Việt. Mọi người có thể điều chỉnh là tiếng Anh mọi nhá. Nếu mà các bác dùng cho người nước ngoài hoặc là muốn sử dụng tiếng Anh thì các bác bấm cho em vào cái phím bàn tay này. Các bác giữ trong vòng 3 đến 5 giây. Nó kêu hai lần mọi người nhá. Kêu hai lần thì các bác xoáy phím này. Đấy, đây là phím các cái phím chương trình cài đặt bên trong hiệu chuẩn. Mọi người sẽ vào phần ngôn ngữ cài đặt này. Bác dí vào đây. Bác chọn xuống dưới là chọn tiếng Anh. À, xin được các bác đây. Nhấn kích vào đây. Ngôn ngữ các bác xoay xuống dưới này, đó là chọn tiếng Anh mọi người nhá. Và các bác bấm nút này để xác nhận. Thì nó chuyển cho các bác sang là chế độ tiếng Anh này. Language này tiếng Anh các bác nhá. Để toàn bộ tiếng Anh luôn. Đấy, các bác chuyển lại tầng tiếng Việt thì các bác cũng làm tương tự như vậy. Kích vào đây. Và các bác xoáy lên trên. Bác bấm nút ok. Nó sẽ cài đặt cho các bác tiếng Việt. Ok chị ạ. Sau đó chúng ta về ban đầu các bác kích ra ngoài. Đấy, đấy là toàn bộ cái cách sử dụng của một dòng máy giặt cửa ngang mà cái con trên con 13 ký mới nhất bên con này. Con này có thêm cả giặt bong bóng và giặt hơi nước mọi người nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng con này có chế độ chống rung ồn, chống rung giảm đến 30% so với thông thường. Giá chính xác của con này hiện tại thì bên em đang bán là 11.840.000. 11.840, giao hàng vận chuyển lắp đặt miễn phí tại nhà trong vòng bán kính là 20 km, bảo hành điện tử 2 năm và hàng của Việt Nam mọi người nhé. Ok, các bác nào muốn đặt hàng nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website là ecomax.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.